lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Bởi nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Và ngày hôm nay thì mình thực sự rất là hạnh phúc và rất là vui khi mà được đến đây và được tất cả mọi người cũng như là yêu thương và chào đón như thế này. Hiện tại thì trong cái không khí lạnh như thế này, mặc dù là ở ngoài rất là lạnh nhưng mà chắc chắn là trong lòng của Vân cũng như là tất cả các bạn ở đây đều rất là ấm vì hạnh phúc. Trong show để làm nên bộ trang phục của người Mông ạ. Xin mời quý vị trong một tràng vỗ tay ạ.